cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Tiểu Phùng, bi kịch trong cuộc tình tay ba của nữ giáo viên xinh đẹp và hai cậu học trò. Vào buổi chiều ngày 28 tháng 9 năm 2007, trong một căn nhà gần trường ở phía sau của trường trung học ở Quý Dương, một cậu bé chỉ mới 17 tuổi tên là Tiểu Phùng đang nằm bất động trong một vũng máu ở phòng khách. Cậu ta đã bị đâm liên tiếp 3 nhát dao và mỗi nhát này đều là những vết thương chí mạng. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tới hiện trường để kiểm tra và kẻ thủ ác được xác định chính là bạn cùng lớp của nạn nhân, tên là Mạnh Siêu. Vậy tại sao Mạnh Siêu lại muốn giết bạn cùng lớp và cũng là người bạn thân của mình? Khi Mạnh Siêu bước vào khuôn viên trường và thấy rất nhiều cảnh sát, thì cậu ta mới nhận ra hậu quả của việc giết người khiến bản thân cảm thấy sợ hãi. Trong quá trình trả lời câu hỏi của cảnh sát về động cơ giết người, thì cậu ta đã bắt đầu tiết lộ rằng người yêu cũ chính là lý do dẫn đến vụ án mạng này. Đó là người giáo viên chủ nhiệm của mình, cô giáo Vương Tiểu Lệ. Vào năm 2006, thì Vương Tiểu Lệ được xếp làm cô giáo chủ nhiệm của Mạnh Siêu. Mặc dù cô giáo Vương đã qua 40 tuổi, nhưng vẫn trẻ trung và xinh đẹp, đặc biệt là cô dạy môn ngữ văn rất tốt và được nhiều học sinh yêu mến. Mạnh Siêu rất thích môn ngữ văn và bài văn của cậu đã nhận được sự khen ngợi từ cô giáo Vương. Không lâu sau đó, Mạnh Siêu cũng đã trở thành một học sinh giỏi văn. Một điểm đáng chú ý khác đó là thân thể cường tráng của Mạnh Siêu, cậu cao 1m73 và được gọi là một trong ba anh chàng điển trai trong lớp. Cô giáo Vương thì luôn vui vẻ, hòa đồng và sẵn lòng giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn. Điều này đã khiến cho Mạnh Siêu cảm động. Cậu là người đã trải qua sự ly hôn của cha mẹ từ khi chỉ mới 3 tuổi và lúc này chỉ còn sống cùng với cha và ông nội. Vì không có được tình mẫu tử ngay từ bé nên khi thấy cô giáo Vương đối đãi tốt với cậu, thì như thể đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy tình cảm ấm áp trong cuộc sống. Do đó mà tình cảm giữa hai người đã nhanh chóng trở nên nồng nhiệt. Theo như lời của Mạnh Siêu, thì tinh thần của cậu bắt đầu lệ thuộc vào cô giáo Vương là người mình tin tưởng nhất. Và cậu cũng đã chấp nhận cô làm mẹ kế của mình. Tuy nhiên, quan hệ của hai người từ việc gửi tin nhắn cho nhau đã nhanh chóng phát triển thành một mối quan hệ tình dục ngay sau đó. Vương Tiểu Lệ là một giáo viên nữ cao trung của một trường trung học hàng đầu, cũng có thể coi là một người đẹp tự nhiên. Làm sao cô ta lại có thể dễ dàng đồng ý với một chàng trai mới lớn ở ngay dưới bục giảng của mình? Trong diễn đàn trực tuyến của trường, có người đã liệt kê danh sách những giáo viên gợi cảm nhất, giáo viên hài hước nhất, giáo viên châm chọc nhất. Và Vương Tiểu Lệ không được xem là giáo viên gợi cảm nhất, mà được liệt kê vào danh sách là giáo viên thoải mái nhất. Vương Tiểu Lệ sinh vào năm 1963, cô tốt nghiệp khoa văn học trường Đại học Sư phạm Quý Châu, đã làm cô giáo chủ nhiệm suốt 15 năm qua. Trong hồ sơ của mình, thì Tiểu Lệ được công nhận là cá nhân tiên tiến cấp trường, đảng viên ưu tú, là giáo viên xuất sắc cấp thành phố. Có một người đồng nghiệp đã đánh giá cô có năng lực giảng dạy rất tốt. Kể cả lớp học kém khi vào tay của cô giáo Vương sẽ nhanh chóng tiến bộ. Điều này có thể nói là sự thật. Tiểu Lệ đã chính thức kết hôn khi cô vừa tròn 27 tuổi. Tuy nhiên, không lâu sau đó cô đã ly hôn khi chỉ mới 32 tuổi và có một người con trai. Mặc dù sau khi ly hôn thì người chồng cũ đã đề xuất tái hôn, nhưng cuối cùng Tiểu Lệ lại chọn kết hôn với bạn cùng thời trung học của mình, tên là Châu. Châu hiện đang làm việc tại một công ty và thường xuyên đi công tác xa nhà, chỉ về nhà vào vài ngày trong tháng. Người đàn ông này cũng đã ly hôn và có một con gái. Con trai của Vương Tiểu Lệ nhỏ hơn Mạnh Siêu 2 tuổi. Ngoài việc về nhà vào thứ Bảy và Chủ nhật, thì cậu thường xuyên ở trường nội trú cách cửa khẩu Quý Dương hơn 10 km. Do đó, hầu hết thời gian thì Tiểu Lệ sẽ sống một mình trong căn nhà trống trải. Người chồng của Tiểu Lệ vì cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân nên rất nhạy cảm. Mỗi khi Châu trở về, thì ông luôn phát hiện ra những điều bất thường, khiến cho gia đình luôn xảy ra tranh cãi dẫn đến một cuộc sống không hạnh phúc. Điều này càng ngày càng làm tăng sự mệt mỏi với Tiểu Lệ. Thực ra, trước khi Mạnh Siêu và Vương Tiểu Lệ có mối quan hệ tình ái này, thì Mạnh Siêu đã phát hiện ra rằng cũng có một nam sinh khác trong lớp đang có mối quan hệ khá đặc biệt với Vương Tiểu Lệ. Người này tên là Tiểu Phùng, cậu được ví như một trong ba chàng trai đẹp trai nhất trong lớp. Tiểu Phùng nhỏ hơn Mạnh Siêu khoảng nửa tuổi và cậu ta đã vào lớp chuyên văn của Tiểu Lệ từ một năm trước. Cha của Tiểu Phùng cũng đã thuê một căn nhà gần cổng sau của ngôi trường để cho cậu ta tiện hơn cho việc học văn của mình. Vậy làm sao Tiểu Phùng lại trở thành người tình của Vương Tiểu Lệ? Theo lời khai của Tiểu Lệ, ban đầu chúng tôi đã đi ăn cùng nhau, tập thể dục. Sau 2 tháng quen nhau,
Tiểu Phùng đã bỏ học một số buổi mà cậu ta không thích để có thể đến nhà của tôi quan hệ. Có thể nói, tình yêu của Tiểu Lệ dành cho Tiểu Phùng vượt trội hơn nhiều so với Mạnh Siêu. Điều này đã được xác nhận qua một đoạn lời khai của cô ta. Mạnh Siêu thích tôi, nhưng tôi lại không thích em ấy. Thực ra, tôi thích Tiểu Phùng nhiều hơn. Tuy nhiên, Mạnh Siêu lại nói rằng Tiểu Lệ không thích sự quấy rối từ Tiểu Phùng và đã khóc than với cậu ấy về sự vô liêm sỉ của Tiểu Phùng. Thậm chí đã từng có gợi ý rằng Mạnh Siêu nên giết Tiểu Phùng. Vậy trong câu chuyện này ai thực sự là người nói dối? Dù sự thật là như thế nào, thì việc Tiểu Lệ đồng thời hẹn hò với hai học sinh của mình là sự thật và cả hai đứa trẻ này đều điên cuồng yêu cô giáo chủ nhiệm của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, mối quan hệ tình ái giữa Mạnh Siêu và Tiểu Lệ cuối cùng đã bị Tiểu Phùng phát hiện. Tương tự, mối quan hệ giữa Tiểu Phùng và Tiểu Lệ cũng đã bị Mạnh Siêu phát hiện. Ngay sau đó, thì cả hai đã yêu cầu Tiểu Lệ giải thích và người giáo viên này chỉ có thể nói dối với Mạnh Siêu rằng Tiểu Phùng đang quấy rối cô ấy. Cô ta cũng dùng cách này để nói dối khi giải thích cho Tiểu Phùng. Cả hai cậu học sinh cũng đã từng gặp nhau trong nhà của cô giáo chủ nhiệm. Vào một buổi sáng, Tiểu Phùng đã đến nhà của Vương Tiểu Lệ, nhưng khi cậu ta mở cửa thì lại phát hiện Tiểu Lệ đang mặc đồ ngủ và ở cùng với Mạnh Siêu. Điều này đã khiến cho Tiểu Phùng rất tức giận. Cậu ta sau đó nói rằng, xin lỗi, tôi đã vào nhầm và làm phiền các bạn rồi, và quay lưng đi. Vào một ngày chủ nhật, Mạnh Siêu và cô giáo Vương đã đi cùng nhau trên một con phố và đã bị Tiểu Phùng nhìn thấy từ xa. Tiểu Phùng sau đó đã gọi điện thoại cho Tiểu Lệ và hỏi cô ấy đang ở đâu, và người phụ nữ này đã trả lời rằng mình đang ở nhà một người bạn. Điều này tiếp tục đã làm Tiểu Phùng cảm thấy mình đang bị lừa dối và vô cùng giận dữ. Sau một thời gian thì Tiểu Phùng không còn chịu đựng được nữa, cậu ta không muốn chia sẻ cô giáo Vương cho một ai khác. Vì thế mà Tiểu Phùng đã nhiều lần tìm đến Tiểu Lệ và cả hai đã xảy ra tranh cãi dữ dội. Một lần cậu ta thậm chí còn cầm dao trong nhà của Tiểu Lệ và đâm lung tung, nói rằng mình đang muốn tự tử. Ngay sau buổi gặp mặt đó, thì cậu ta đã trả lại chìa khóa cho Tiểu Lệ vào ngày hôm sau và nói rằng mình sẽ không đến nhà của người tình nữa. Và chế giễu Tiểu Lệ bằng cách nói rằng, hãy tìm người bạn trai của bạn đi, tôi không bằng bạn trai của bạn. Mạnh Siêu đã nói với cảnh sát rằng, nhiều lần, Tiểu Lệ nói qua điện thoại với tôi là không nên đến nhà cô ấy, vì Tiểu Phùng đang ở đó. Tôi cảm thấy không thích nên đã tới gần nhà cô ấy và thấy Tiểu Phùng đang ở trong nhà. Một lúc sau thì thấy Tiểu Phùng rời đi. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Vương Tiểu Lệ yêu cầu tôi lên, dường như cô ấy biết rằng tôi đang ở gần đó. Lúc này, Mạnh Siêu bắt đầu bước vào nhà và thấy Tiểu Lệ đang khóc. Cô ta đã kể cho cậu nghe về cách Tiểu Phùng quấy rối mình và bắt cô ấy phải tránh xa bất kỳ người đàn ông nào, bao gồm cả Mạnh Siêu. Có thể Vương Tiểu Lệ thực sự nói như vậy, nhưng tại sao cô ta nói như thế? Có phải để che giấu sự đen tối của bản thân và giành được sự tin tưởng từ Mạnh Siêu? Hay như Mạnh Siêu đã nói, cô ta đang gợi ý cậu loại bỏ Tiểu Phùng? Tuy nhiên, Mạnh Siêu rất tin tưởng vào lời nói của Tiểu Lệ và tin rằng cô ấy thực sự thích mình và chính Tiểu Phùng đã làm người tình của mình khóc. Vì vậy, Mạnh Siêu đã không thể chịu đựng được nữa và đề nghị muốn nói chuyện trực tiếp với Tiểu Phùng và Vương Tiểu Lệ, nhưng không biết tại sao lại bị Tiểu Lệ ngăn cản quyết liệt. Sau đó, Mạnh Siêu đã giấu Tiểu Lệ để nói chuyện riêng với Tiểu Phùng, kết quả vẫn không giải quyết được chuyện gì. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2007, thì Tiểu Lệ đã mời Tiểu Phùng đến nhà để cùng nhau ăn tối. Liệu Mạnh Siêu đã nhìn thấy điều này và nhanh chóng nảy sinh ý định tội phạm? Nhưng sự thật thì lại khác, cậu ta vì đã nhận được một cuộc điện thoại từ Tiểu Lệ mới thực sự muốn ra tay. Cô ta nói rằng Tiểu Phùng đã ép buộc cô ấy đưa chìa khóa cho cậu ta và chửi cô giáo Vương và tôi là kẻ phản bội, cuối cùng là nói muốn chém tôi. Sự oán hận trong tôi đã được kích thích bởi cuộc điện thoại này. Không chịu nổi cảnh người yêu bị ức hiếp, nên trong lần sinh nhật thứ 18 của Mạnh Siêu được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 năm 2007, một nhóm bạn cùng lớp đã tổ chức mừng sinh nhật cho cậu ta. Sau một vài ly rượu, Mạnh Siêu đã nói trước mặt mọi người rằng có người nói tôi thích cô giáo Vương, điều đó là không thể. Cô ấy còn lớn hơn cả mẹ của tôi. Dường như mối tình ba người giữa cô giáo Vương và hai nam sinh không còn là bí mật mà hầu như ai cũng biết. Mạnh Siêu đã từng nói với một bạn cùng lớp đặc biệt thân thiết rằng Tiểu Phùng đang lan truyền tin đồn rằng tôi có quan hệ với cô giáo chủ nhiệm. Tôi đã nhẫn nhục mọi thứ, nhưng nếu anh ta còn ép buộc tôi, một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cậu ta phải có xử. Vào buổi chiều hôm đó, Mạnh Siêu đã quay trở lại lớp học và Tiểu Phùng cũng bắt đầu tiến đến gần. Thì nam sinh này đã tuyên bố trước mặt bạn bè rằng anh sẽ cho Tiểu Phùng một bài học. Những tưởng đó chỉ là lời nói trong lúc mất bình tĩnh, nhưng không ngờ Mạnh Siêu đã lên kế hoạch từ lâu để sát hại Tiểu Phùng.
Trong lúc Mạnh Siêu tới rót nước để mời Tiểu Phùng, thì nam sinh này đã rút con dao giấu trong người ra để đâm vào tình địch. Do bị tấn công bất ngờ nên Tiểu Phùng không thể phản kháng. Mạnh Siêu sau đó đã đâm nạn nhân thêm vài nhát dao nữa. Khi thấy nạn nhân không còn cử động, thì nam sinh này mới chịu dừng tay lại, rồi vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường. Tiểu Phùng tuy được cứu chữa tận tình nhưng đã không qua khỏi. Cái chết của cậu đã phơi bày toàn bộ mối tình học đường đầy ngang trái này. Vào 3 ngày sau đó, thì Mạnh Siêu đã chính thức bị bắt giữ. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2008, Mạnh Siêu đã bị kết án tử hình với tội danh cố ý giết người. Về Vương Vĩnh Lệ, tuy cô ta thiếu đạo đức của một người giáo viên, nhưng cảnh sát lại không có bằng chứng rõ ràng cho thấy cô đã xúi giục Mạnh Siêu phạm tội, nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cô ta cũng đã bị khai trừ khỏi ngành giáo dục, bởi chính sự buông thả của mình mà đã đẩy cả 3 gia đình vào bóng đen bi kịch. Kỳ án về Stephen Clayton, cái chết từ dược phẩm thuốc nhỏ mắt. Nhà triệu phú Stephen Clayton và cô y tá tốt bụng Lana Sue Clayton đã tìm thấy nhau khi cả hai lúc này đều không còn trẻ. Những tưởng họ sẽ bên nhau đến trọn đời, nhưng vào một ngày nọ thì bi kịch đã ập tới với cái chết của Stephen Clayton. Ban đầu, cảnh sát cho rằng nạn nhân đã tử vong do nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã đưa họ tới một kết luận hoàn toàn khác. Cái chết của ông là kết quả của một vụ án mạng đã được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Stephen Clayton sinh vào năm 1954 tại Florida, Mỹ. Ông là một doanh nhân vô cùng thành đạt. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, thì Stephen đã học tại Học viện Quân sự địa phương và tốt nghiệp Đại học Florida. Từ hai bàn tay trắng, thì Stephen đã trở thành người sáng lập và điều hành một công ty chuyên về vật lý trị liệu, có chi nhánh trên khắp nước Mỹ và ông đã dành toàn bộ cả đời mình cho nó. Vào năm 1995, ông Stephen đã quyết định nghỉ hưu để tận hưởng tuổi già. Ông sau đó đã chuyển về Clover, bang South Carolina và xây dựng ở đó một ngôi biệt thự sang trọng bên hồ. Ngôi biệt thự này có trị giá gần 1 triệu đô la Mỹ. Nó là bản sao của Mount Vernon, là ngôi nhà của George Washington, là vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Cùng khối tài sản hơn 1 triệu đô la Mỹ, Stephen có thể thỏa mãn các đam mê của mình như sưu tầm các bức tranh nghệ thuật, thưởng thức những chai rượu hảo hạng, chơi golf, cùng với đó là leo núi hay chèo thuyền. Ngoài ra, ông còn là một người có tính cách nhân hậu. Khi ai đó cần giúp đỡ, thì Stephen luôn sẵn sàng giúp hết sức mình. Có tất cả mọi thứ nhưng cuộc sống riêng tư của ông lại không được may mắn. Stephen là một người lãng mạn và luôn hết mình trong các mối quan hệ. Ông đã trải qua 6 lần kết hôn, nhưng rồi kết quả là đều chia tay cả 6 người vợ. Tuy vậy, ông vẫn nuôi hy vọng là sẽ tìm ra được tình yêu đích thực của đời mình. Và khi gặp người phụ nữ trẻ hơn mình 10 tuổi, tên là Lana Sue Clayton, thì vị triệu phú này tin rằng đây chính là người phụ nữ mà ông đã tìm kiếm bấy lâu này. Cô y tá Lana Sue Clayton được nhận xét là người dễ đồng cảm và là mẫu người phụ nữ ngọt ngào. Những người thân quen của gia đình Clayton cho biết rằng ông Stephen rất tự hào về người vợ thứ bảy của mình và luôn yêu chiều bà hết mực. Gia đình Stephen Clayton được coi là lý tưởng trong con mắt của hàng xóm. Nhà triệu phú đứng tuổi Stephen và cô y tá tốt bụng Lana đã tìm thấy nhau khi cả hai đều không còn trẻ. Họ đang sống hạnh phúc bên nhau trong tòa biệt thự sang trọng giữa một bầy chó cưng. Và tưởng rằng cuộc sống ấy sẽ kéo dài nhưng chỉ mới 5 năm thì một bi kịch đã ập đến. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2018, cảnh sát thành phố Clover đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi của bà Lana. Khi họ tới ngôi biệt thự lộng lẫy ở đường Island Fork thì ông Stephen Clayton đã tử vong. Thi thể của vị triệu phú này đang nằm ngay dưới chân cầu thang gần căn phòng giải trí của căn biệt thự. Theo phán đoán ban đầu của cảnh sát, có lẽ người đàn ông 64 tuổi đã bị hẫng chân và ngã từ trên xuống. Khỏi phải nói, người đau lòng nhất trước cái chết bất ngờ của ông Stephen chính là bà Lana. Cảnh sát kết luận sơ bộ ông Stephen Clayton chết là do nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, không lâu sau đó họ lập tức nghi ngờ nhận định của mình khi tìm thấy nhiều dấu vết kỳ lạ bên trong ngôi biệt thự. Những manh mối này cho thấy nó dường như là kết quả của một vụ án mạng đã được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Theo đó, đệm giường và quần áo nạn nhân đã bị ướt và vẫn sặc mùi nước tiểu. Chi tiết này chứng tỏ nạn nhân có một thời gian nằm bất động trên giường, nhiều khả năng là vì một chứng bệnh nào đó. Đây có thể là lý do khiến cho ông Stephen bị mất thăng bằng, dẫn đến việc ngã xuống cầu thang. Để làm rõ nguyên nhân cái chết của Stephen, thì cảnh sát đã quyết định giải phẫu tử thi. Trong khi các điều tra viên đang chờ đợi kết quả giám định,
thì vợ của nạn nhân với vẻ mặt hết sức đau khổ vẫn tổ chức lễ tang cho chồng và nhận rất nhiều lời chia buồn từ những người xung quanh. Kết quả giám định sau đó đã khiến cho các chuyên gia y tế và cảnh sát hết sức bất ngờ. Trong cơ thể của nhà triệu phú đã phát hiện hàm lượng rất cao loại chất hóa học có tên là tetrahydrozolai. Đây là chất có trong các loại thuốc chống phù nề và co mạch, thường là thành phần có trong thuốc nhỏ mắt. Đặc điểm của dược chất trên nằm ở chỗ là chúng chỉ an toàn nếu được sử dụng theo đúng hướng dẫn, tức là được dùng để nhỏ mắt bên ngoài. Ngộ độc tetrahydrozolai xảy ra khi ai đó vô tình hoặc cố ý nuốt thứ này, bởi hoạt chất không mùi không vị này khi đi qua đường tiêu hóa thì chúng sẽ xâm nhập rất nhanh vào máu, gây ức chế cho hệ thần kinh trung ương. Việc sử dụng quá nhiều các chế phẩm có chất này sẽ gây thiệt mạng do chúng gây chứng khó thở và tim đập nhanh. Stephen Clayton thường xuyên dùng loại thuốc nhỏ mắt có chứa thành phần này và các chuyên gia giám định y khoa đã đi đến kết luận rằng nạn nhân đã uống phải loại thuốc trên nên dẫn tới thiệt mạng. Khi cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân thì người vợ quá phụ này bắt đầu có những hành xử lạ lùng. Lana cũng nói về việc biết chồng thường dùng loại thuốc trên và đã đưa ra lời giải thích rằng chồng mình đã cố tình cho thêm thuốc nhỏ mắt vào cà phê để nhuận chàng. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ trước việc Lana tỏ ra rất nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của họ. Hơn nữa, một con người có học và thông minh như Stephen tại sao lại có hành động thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe của mình như vậy? Đó là vì sao lại không liên hệ với bác sĩ ngay khi có rắc rối? Theo nhận định của các điều tra viên, nạn nhân không hề biết rằng trong cơ thể đã tích tụ chất độc do chế phẩm này không hề có mùi vị gì. Trong khi một nữ y tá lâu năm như Lana không thể không biết được chuyện này. Theo chuyên gia pháp y, trong cơ thể của Stephen Clayton có chứa một lượng chất độc lớn đến nỗi nếu cùng lúc uống lượng ấy vào người thì sẽ chết ngay trong ngày. Nhưng Stephen lại dùng chất độc đó trong 3 ngày liền và ngày cuối cùng lại dùng liều cao hơn những ngày trước. Hơn nữa, bản di chúc của vị triệu phú Stephen đã biến mất. Lana ngay sau đó cũng đã đệ đơn lên tòa xin phân xử về việc thừa kế. Bà yêu cầu được thừa hưởng tất cả cổ phiếu của người chồng quá cố. Trên thực tế, nếu không có di chúc, thì toàn bộ tài sản của nhà triệu phú đương nhiên sẽ thuộc về người vợ. Tình thế này chứng tỏ người có lợi nhất trong cái chết của Stephen Clayton chính là Lana. Lúc này, các nhà chức trách đã lật lại một sự cố xảy ra từ 2 năm trước đó. Vào năm 2016, Lana đã bắn cung tên vào đầu của Stephen Clayton khi ông đang ngủ. Nhưng khi đó Lana không bị khởi tố chính thức vì sự việc xảy ra chỉ là điều không may. Theo lời khai của Lana thì bà đã tìm cách gắn tên vào cung nhưng không được nên đã lên phòng ngủ để nhờ chồng giúp đỡ. Khi đó chiếc nỏ bị vô tình đụng vào nên bắn tên đúng vào gáy của chồng mình. Bản thân nhà triệu phú khi đó cũng khẳng định với các nhà chức trách rằng ông ta không tin vợ cố tình sát hại mình. Bây giờ, cảnh sát lại đặt ra nghi vấn phải chăng đó là một âm mưu nhưng không thành công của Lana nhằm hãm hại ông Stephen Clayton. Hơn một tháng sau cái chết bất ngờ của Stephen Clayton với những bằng chứng thu thập được thì cảnh sát đã bắt giữ Lana. Người quen và hàng xóm của hai vợ chồng vị triệu phú này đều bị sốc nặng. Họ không thể tưởng tượng nổi một người vợ đức hạnh như những gì họ biết về Lana lại có khả năng phạm tội giết người. Lana có nguy cơ phải nhận bản án thấp nhất là 30 năm tù nếu được xác định phạm tội sát nhân. Chưa kể tại bang South Carolina, không tội trên còn có nguy cơ phải nhận mức chung thân. Còn nếu đánh giá âm mưu đầu độc là tình tiết tăng nặng tội, thì Lana thậm chí còn có nguy cơ phải nhận án tử hình. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Lana cuối cùng cũng đã đầu hàng, hợp tác với các nhà điều tra nhưng nghi phạm chỉ thừa nhận mình đã vô ý sát hại chồng. Trong thời gian thẩm vấn, Lana luôn khai đã bị chồng đối xử tệ bạc, xúc phạm thậm chí còn có lần bóp cổ mình. Bà ta đã pha thuốc nhỏ mắt vào đồ uống, nhưng chỉ với mục đích làm chồng khó chịu chứ không có ý sát hại ông. Tôi muốn ông ta để cho tôi được yên, Lana nói với thẩm phán. Nhưng làm sao bà có thể khẳng định chỉ làm như vậy để cho ông ấy một bài học? Trong khi thực tế cho thấy bà đã để chồng mình đau đớn trong suốt 3 ngày liền, viên thẩm phán phản đối ngay tại phiên tòa. Phía người nhà của nạn nhân đã phủ nhận những lời khai về bạo lực của Lana. Khẳng định Clayton là một con người tuyệt vời, một người ân cần với mọi người xung quanh và luôn chiều chuộng vợ mình. Để giảm nhẹ tội, luật sư bào chữa cho Lana đã tận dụng danh tiếng là một y tá tốt của Lana. Họ cũng nhiều lần tuyên bố rằng thân chủ của mình đã từng 2 lần bị cưỡng hiếp trong quá khứ. Lần đầu thì cô là nạn nhân của người bác ruột khi còn là một cô bé, lần thứ 2 là bị tấn công ở chỗ làm việc. Theo lời các luật sư, Lana đã thể hiện các triệu chứng rối loạn tâm thần sau chấn thương. Tuy nhiên, phía công tố viên đã đề nghị bản án tù tới 50 năm vì một loạt các hành vi tăng nặng của Lana. Như cô ta đã cố tình để chồng phải đau đớn trong nhiều ngày vì nhiễm độc,
vứt điện thoại của ông xuống hồ để không thể gọi trợ giúp, cũng như cố tình đốt bản di chúc. Cuối cùng, bản án dành cho người vợ độc ác đã sát hại chồng mình là 25 năm tù giam. Kỳ án về Otsoliagan, bi kịch từ một mối tình vụng trộm. Cái chết của người phụ nữ xinh đẹp và dễ mến đã khiến không chỉ người thân của cô, mà ngay cả các hàng xóm xung quanh đều rất sốc. Nhưng họ còn bàng hoàng hơn khi danh tính của hung thủ cùng với câu chuyện về động cơ giết người của hắn ta được làm rõ sau đó. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2022, khi đang dắt chó đi dạo, thì một người đàn ông đã nhìn thấy một chiếc túi vải lớn đang bị vứt ở góc đường công viên thuộc khu dân cư Forest Hill, New York, Mỹ. Ban đầu, người đàn ông này đã không chú ý nhiều tới chiếc túi, nhưng khi đến lại gần thì anh phát hiện nó có dính khá nhiều máu. Tò mò, người đàn ông này đã mở chiếc túi ra và ngay lập tức choáng váng khi trước mắt anh là thi thể của một người phụ nữ không mảnh vải che thân đang bị nhét vào bên trong một chiếc túi. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo. Khi lần theo các dấu vết máu trên đường thì cảnh sát đã tìm được nơi rất có thể là hiện trường của vụ án mạng. Đó là tầng hầm của một ngôi nhà cách không xa nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Danh tính của nạn nhân sau đó cũng đã được xác định, đó là Otsoliagan, 51 tuổi. Bà đã bị sát hại ngay trong nhà của mình, trước khi bị hung thủ nhét xác vào trong chiếc túi rồi mang đi phi tang. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Otsolia đã bị đâm gần 60 nhát vào cổ, thân và cánh tay. Ngoài ra, Otsolia còn bị thương do một lực cùn ở đầu. Trên tay của bà còn có những vết thương do phòng thủ, cho thấy bà đã cố gắng chống lại kẻ tấn công mình. Thời gian nạn nhân bị sát hại được xác định là vào đêm hôm trước. Dù đã 51 tuổi nhưng Otsolia vẫn khá trẻ trung và xinh đẹp. Bà thường xuyên đăng tải những hình ảnh tràn đầy năng lượng lên mạng xã hội. Không chỉ người thân của Otsolia mà ngay cả hàng xóm cũng cho biết rằng họ đã bị sốc và cảm thấy run sợ khi hay tin Otsolia bị sát hại dã man. Otsolia là một phụ nữ dễ mến. Bà ấy luôn quan tâm và yêu thương gia đình của mình. Một người phụ nữ tuyệt vời, luôn thân thiện với tất cả, một hàng xóm của nạn nhân chia sẻ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Otsolia đang ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng và hai con. Howard, chồng của nạn nhân, là người đã sáng lập ra một công ty tư vấn. Vào ngày hôm trước, ông đã cùng với người con trai lớn Jamie 17 tuổi rời khỏi nhà, chỉ còn cậu con trai 13 tuổi ở nhà với mẹ. Khi mẹ bị sát hại, thì cậu con út đang ngủ ở trong phòng trên gác. Cậu bé nói rằng, vào tối hôm ấy, mẹ mình có đi ra ngoài để xem phim với một người bạn. Vào thời điểm bị sát hại, thì nạn nhân vừa về tới nhà chưa được bao lâu. Ngôi nhà không hề có dấu hiệu bị kẻ lạ đột nhập, nên cảnh sát tin rằng thủ phạm là người quen của nạn nhân. Đúng lúc này, cảnh sát đã tìm được một đoạn camera an ninh trên đường phố. Nó đã ghi lại khoảnh khắc một người chưa xác định được danh tính đang kéo lê chiếc túi đẫm máu trên vỉa hè. Nó trùng với hình dáng của chiếc túi đã dùng để giấu thi thể của nạn nhân xấu số này. Xác định đây chính là nghi phạm chính của vụ án mạng, nên cảnh sát đã khẩn trương tiến hành truy tìm người đàn ông trong đoạn camera đó. Cuối cùng thì danh tính của thủ phạm cũng được xác định. Đó là một người đàn ông 44 tuổi tên là David Bonola. Cảnh sát cho hay rằng họ đã tìm thấy áo khoác của David và hung khí gây án gần hiện trường vụ việc. David Bonola từng học trường thiết kế nội thất New York. Vào thời điểm gây án thì nghi phạm này đang làm công việc của một thợ sửa chữa lò sưởi và điều hòa. Hắn ta hiện đang sống cùng với gia đình riêng nhưng không được êm ấm. David thường bình luận về những bức hình mà nạn nhân đăng tải trên mạng xã hội với nội dung là những lời khen có cánh và chứa đầy tình cảm. Ngay sau khi David bị bắt giữ thì người thân của nạn nhân đã hết sức bất ngờ. Họ không lạ gì người đàn ông này. David đã từng có thời gian làm thuê cho gia đình nạn nhân vào năm 2020. Tại đồn cảnh sát thì David đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ đây thì một bí mật được tiết lộ đã khiến nhiều người sửng sốt. David Bonola đã bắt đầu có quan hệ với Otsolia khi anh ta làm việc cho gia đình người phụ nữ này. Cả hai sau đó đã ngoại tình với nhau. Mối quan hệ vụng trộm được duy trì trong gần 2 năm mà không ai hay biết. Cuối cùng, hai người đã chia tay và David cũng không còn làm việc cho gia đình người tình. Tuy nhiên, David sau đó muốn cả hai quay lại với nhau vì vẫn còn tình cảm, trong khi Otsolia thì lại không muốn. Vào rạng sáng ngày 17 tháng 4 năm 2022, David đã tìm đến nhà của nạn nhân để nói chuyện. Từng là nhân tình của nữ chủ nhà, nên David biết nơi gia đình cô thường giấu chìa khóa dự phòng. Khi thấy David,
thì Otsolia đã vội kéo tình cũ xuống tầng hầm nói chuyện. Tuy nhiên cuộc trò chuyện đã diễn ra trong không khí căng thẳng. David một lần nữa bị cự tuyệt tình cảm. Điều này đã khiến cho gã đàn ông nổi cơn thịnh nộ và dùng dao đâm liên tiếp vào người của nạn nhân. David Bonola cho biết rằng, sau cơn thịnh nộ và nhận thấy Otsolia đã chết, thì anh đã vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy có một chiếc túi thể thao của con trai nạn nhân gần đó, nên hắn ta đã vội nhét thi thể vào trong đó rồi kéo đi phi tang. Trước khi trở về nhà, thì David đã đi tới phòng khám tư để điều trị vết thương do bị nạn nhân cố gắng chống trả. Một đoạn video cho thấy David Bonola đã đi bộ trở về nhà của hắn với bàn tay đang quấn băng màu trắng vào khoảng 6 giờ 5 phút sáng ngày 17 tháng 4. Hiện tại, David đang bị tạm giam để chờ ngày ra tòa xét xử. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.